chào cả nhà. Này cái đầu heo của ai? Của anh Út Lụ à? Anh Út Lụ mua ở trên miếu à? Miếu gì em? Ở trên kia miếu gì? Miếu ông hả? Để miếu ông dưới này miếu bà hả? Ờ, miếu ông á, thì cái phong tục của miếu ông á, thì người ta hiến heo vô đó miếu cúng á, thì xong rồi người ta chia ra mỗi người cục vậy đó, là bao nhiêu tiền vậy đó, thì chia rẽ lại cho bà con. Thì anh Út Lụ lên trển mua được cái đầu heo đem về đây, thì mấy anh em làm để nấu cháo, cái xương nấu cháo với cái lỗ tai heo với da đầu thì cho mắm nêm hả nhờ? Cho mắm nêm. Nấu được cháo tối nay ăn tôi ôm ba đá. Có luôn hả? Có. Ờ, vậy là tới nay đầu heo cổ vũ Việt Nam luôn hả? Cổ vũ Việt Nam luôn. Coi chừng thắng nha. Cái này là ta cúng ông rồi đó, mình lấy cái lọc của ông đó nha. Tối nay mình xin được cái lọc của ông rồi đó. Tối nay Việt Nam đá với Iraq nè. Nhà này nhường với xì bo đang làm. Cái má nó ra hết để mình luộc ha nhờ. Bắt nước chưa? Bắt nước luộc để mình rang ăn ít gạo để vô nấu cháo ha. Giờ để kêu mua cái gì ta? Mày khế chú chả có khế không? Mắm nêm đi. Khế đâu? Thì mà mắm nêm thì có để mà mua khế nè. Khế chú chát. Ủa khế mua ở đâu? Chú thôi. Chát thì có rồi đó. Bi nó ra không? Để kiên bi ra. Nguyên quậy luôn hả anh? Trời chịu chơi mà. Trời ơi. Người thì hùng đầu heo, người thì hùng quậy chuối. Chơi nguyên quậy luôn. Thôi một quậy thôi anh ơi. Cây chuối em không lấy đâu. Không, không em lấy cây chuối đâu, thôi em đi về ạ. À. Này nãy mình trụng rồi hả? Trụng mới trụng xong á. Nhiều ha. Nhiều á. Rồi cái lưỡi không là bao nhiêu tiền? Bỏ lẩu tụi nè. Da đầu heo. Làm nồi cháo. Cháo quỳnh tán rồi. Cháo đầu heo. Nhà tài trợ chuối anh Quấn. Anh Quấn chuẩn bị tài trợ nguyên một quầy chuối. Cái gì mà nó không nuôi trồng hoài nó không bự. Một người ăn hết nổi cái đầu heo hả? Sao ăn hết nổi? Không ai ăn hết nổi. Trong anh em mình có ai ăn hết nổi đầu heo không? Trời ơi, dễ gì em còn 80 người như em ăn hết đầu heo chưa nữa. Đâu 80 mới vậy. Chạy giá chứ coi. Đâu đâu thử nói tiếng chạy giá lên tiếng thử coi. Cái là hết à? Thì nửa cái là giết hết à? Hết không? Hết à. Thử nha. Nửa cái là hết á. Thử hết. Nửa cái mà em làm ăn hết á. Ăn hết cũng cứng ăn đó mấy ngàn. Ừ. Ăn hết cứng. Nấu mấy món? Món rồi à. Luộc à? Cho mắm nêm à? Món một thôi. Thôi ông ơi, nói cho ông ăn hết rồi ông ơi. Tặng gì lắm. Mười người ăn cũng hết rồi. Không, như mà em mua ở chợ á thì em ăn hết. Còn cái đầu heo này người ta cắt một kiểu vậy em ăn hết rồi. Quá. Chà muối luộc xong rồi chà muối xong rồi đưa lại tiếp miếng gừng bỏ vô, sắc miếng gừng bỏ vô được. Đưa vô luộc nước này luôn đi cho nó lẹ. Cháo nó hoành tráng lắm à. Ừ, ngọt lắm. Hồi chị cầm nguyên cục xương chị cạp, chị thích. Ngày xử. Nồi cháo, hôm nay mình nấu cháo đầu heo. Cháo đầu heo hoành tráng luôn. Rồi. Cái này ngọt dữ ạ. Khỏi gan đâu.
bỏ vô đại luôn đi. Rút xong mình bỏ vô luôn. Ừ. Trời ơi, cái này. Thứ này chín rồi đây. Đầu heo này chắc chín rồi thôi, được cái nhiều. Đúng rồi. Chứ này nó ăn đấu luộc cho mày vừa là thành là ra là ăn nó sực sực đúng không? Không, cái này nè em phải chút xíu nó kêu nó mua cục đá vớt bỏ gan đá ngồi là nó giòn nè, không cần nữa. Mất tôi tâm giờ lết đầy. Lết đầy mà đang nhóc luôn. Giờ lật rau. Rau cải. Lật rau, lật cải, lật dưa leo. Ủa dưa leo không có lật. Dưa leo gọt. Lật đâu đó bà. Chính rồi nè. Chính rồi mẹ mà. Ủa sao không lấy đá đá bỏ vô? Không, cái máy này bỏ vô tủ đông luôn. Tôi đông luôn hả? À, thôi mình ấy ra mình cái mình ấy cái rồi xong mình đem ra mình ăn giòn luôn. Nồi này dữ vậy. Nhờ vô rừng vô chốn. Cho vô, cho vô. Cho vô. Chạy 40 lên nó cũng rớt xe mà. Nhiều dữ ha. Nhiều dữ lắm. Ủa cái thịt chết kia chưa hay là để ngồi cái xương cho nó gan xíu. Xương cho nó gan nó ngọt đi. Ủa này có bún gì vậy? Mình vớt mấy cái da này thôi. Đổ rồi, được rồi. Còn cái lỗ tai nữa không? Không phải chơi nha. Hai lỗ tai vớt ra rồi còn đòi lỗ tai nào nữa. Chơi rồi hả? Rồi đất ơi, trừ bắt giới đó hai cái lỗ tai à. Rồi rồi rồi. Cháo mình ngọt lắm mà giờ ngọt quá. Sườn cái bò heo cho nó được ngọt cái này. Đây là mắm nêm, băm đẹp. Này là trà sữa của em uống nha, cho nó không liên quan gì tới cái món này. Này băm mà xả ớt, này cho nhuyễn cho mình để mắm nêm vô. Đưa hai trái đưa đi 2-4 trái luôn. Đây 4 trái xoài. Đưa đây. Ngọt. Đưa đây gọi không chứ. Quá xa là bự. Cái xài biết địa chỉ rồi đúng không? Xài già nè chị. Ủa xài già là nó ngọt rồi đúng không? Ở nhà có nhu cầu xài thì alo cho chị Hằng. Xài này số lượng mấy tấn cũng có chứ. Rồi xài nó bột không à chị? Vậy là ăn bột không à? À nó ngọt rồi. Không? Ngọt rồi. Chính là nó ngọt rồi. Đừng có nói nữa. Ủa, em chồng như đường cát mát như đường phèn. Sai ra lắm vậy. Chứ Hằng làm để quê ăn cái đó có không? Cái gì? Chúng mình xuống đây ăn mà. Tự nhiên dạng cháo đang mất con chua. Đâu có nhậu, đâu có nhậu đâu. Hồi là ăn cháo không á. Trời ơi, trời ngon mà trời. Ngọt chưa? Ngọt rồi. Ngọt ơi. Giang Thầy ơi. Ngày này giờ có tâm tí á. Hồi hôm nay con về đây nè, gặp những Út. Những Út chạy lên hả? À. Em mày thấy cây xài hộp của tao. Có khách rồi. Khách đó, khách quý. À, cây xài hộp của chị hơn 10 năm mới có trái. Đó. Trời ơi. 10 năm hả? 10 năm cái xài hộp. Không, ăn được chứ không ngọt á. Vừa ăn. Ngon. Ngọt rồi. Đi ơi. Dạ, múc rồi chị. Chảy nước miếng, chảy nước miếng.
quên chị Duyên đi bảo. Múc cái nào múc đi chị, còn ngoài chị ăn ngâm à. Cho chị cái thớ nè. Có chị. Con chị á, với anh ta ăn. Giờ qua chuẩn bị ăn tới cháo đầu heo rồi. Không chị, để đó đi, để cho anh xuống đây ăn cháo nè, rồi hồi về ăn cơm. Trời ơi, một nồi cháo kìa. Dạ, lúc lên chở đi khi khi anh về ăn, còn hồi chị với anh xuống ăn đây nè. Lớn tí. Tại anh, tại chị cũng có hùng nguyên một quầy chuối. Mười mốt còn không quen. Nay nhiều nha, trời ơi, tới nhiều đây nè, thịt đẹp lên chỉnh trước rồi nữa. Nay cháo đầu heo. Mời cả nhà. Cháo ăn chơi. Chị bỏ mời ổng ra. Tôi đã bàn anh nghĩ là bỏ cái cháo đâu qua bển đi ăn múc cái đó. Bỏ cháo qua bển. Bây giờ múc cái chén đi, ngượng miếng đi rồi. Hai ăn thì đã múc ăn thịt trước đi. Nhiều lắm. Múc cháo đầu heo. Cho mẹ cái chén ha. Chấm mắm nêm. Mời cả nhà nha. Mời tất cả cô chú anh chị. Mấy đứa nhỏ nó đâu có răng đủ đâu. Anh cầm không lên chứ luôn. Không, có mày, bắt Khương mày lại. Anh múc chị Thảo nha. Đây. Này để giờ gết nó là tao ăn không hết dĩa này. Bữa nay thôi kệ, mình cũng thử hết luôn cả nhà. Thử hết rồi này. Lâu lâu mới có một lần. Nếu mà anh ăn hết cái đầu con heo này đưa vào mấy em mới thưởng cho anh. Nhà nút lớn nè. Không. Hả? Không được. Cầm không nổi. Cầm không nổi. Đang quay phim nè. Không vậy đưa cho nhồn chỗ đây. Em cái kia kìa. Cái nào? Răng á, cái hàm á. Nè hả? Nhỏ vậy. Cầm đi. Được luôn á hả? Ừ. Này giờ mình chia ra. Chia ra. Ôi, là không. Ờ, cái này được. Cái này đại. Anh nút anh không có thích bự. Anh nhỏ vậy được. Rồi, vô. Rồi, còn anh với nhiều tôi cũng. Vô. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời chưa? Không quên. Mời cục bự đi ba. Mời đi. Mời cục bự đi ba. Mặn gì? 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 Chị Bích. Đâu cả nhà ơi. Đâu có. Dạ. 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 Anh ngồi xuống ngoài không thấy cái ghế rồi tưởng là anh ngồi xuống dưới luôn rồi. Đèn hả? Đèn giữa. Ăn giữa giờ. Nhục luôn. Này tính ra có 150 ngàn rồi ha. Bữa đó ngồi mấy rồi á. Cái tối rồi cái mà. Cháo đầu heo này là nhà tài trợ anh Tám. Anh Tám mít Úc Lộ. Nhà tài trợ. Nhà tài trợ chính cái đầu heo. Là Tám ba tía. Đủ tên hết vậy. Ừ, chú đá đúng rồi. Kẹt của đá làm luôn. Đá làm luôn. Vậy mà. Cú trà tướng nữa hả? Cú trà tướng hả? Nhuận tiếp anh Út Khúc hả? Anh Đoàn không làm ly cho nó hết thôi. Thôi. Làm vô ho luôn á, luôn chờ. Đi đâu thôi. Không có người có không? Bên chén nữa nghe. Ủa nghĩa là nó kìa.
Đúng rồi. Ngỡ đâu? Ngỡ nằm võng ấy mà. Đi lên à. Táo bảy chén nó vừa. Bảy ngon. Mềm dữ nhưng cái lòng bao á. Nấu cũng mềm luôn chứ lâu chín vậy. Không, anh nấu nguyên cái thì anh sợ lâu, còn này mình gã ra rồi. Nó mau lắm. Tôi bên đây thịt. Bên đây thịt cho vậy không có. Không có lỗ tai à. Bên đó lỗ tai không, đây thịt nó. Đây rồi, sốt cái rồi. Trớt con gương lỗ tai mà. Trớt thịt lượt của bản. Chén nữa. Cháo ngon quá. Số 3 nè. Lại đây có con gà không có ăn cháo. Súng sức lại đây. Lại đây bồi dưỡng vô. Nước làm cứng cứng nha. Vô. Đổ mồ hôi nữa. Ăn qua để sang tiếp à. Đâu có dao lòng một lần đâu đúng không? Bụi bay mà nó ngon. Rùi tay tao tao cha cái này rùi tay gót không cái ly vậy. Cẩn ghê vậy. Gót không cái ly. À mà cái đó mình tiết kiệm rồi đó mình à. Gót ly thì cũng ngon à. Đồ táo mèo của tí tặng. Tao ngộ rồi. Tao ăn nước mắm mà nó ngậm ngậm ngậm. Tôi đây muốn hết. Anh ăn mặn anh ơi. Ừ. Dạ. Mặn được chút mặn. Sao ông mặn mặn ông nghĩ hết con mắm này. Ừ. Đó hả? Đó không, làm tính làm nữa đó chứ. Nhóc kìa. Cho ông ăn được nguyên sò. Không đi tôi đi mắm nha. Cụ hỏi đơn nè. Con cục bệnh không ai sợ. Cháu rồi mà rớt đây dễ đi nè. Nè. Dễ cơ anh. Nó cây dao quá. Dứt lên. Cắt ra. Lên nguyên đi. Hỏi ra. Vô nhượng đi cũng hút đi suối ghê vậy. Uống suối gì vô vô đi đó vô nút đi nó nút nhượng suối của lo không nhậu mà ngồi ngoài suối nữa nhiều tốn đúng rồi quên nãy giờ sao không mời út đèo đúng rồi chú đèo đi lên ăn đầu heo ăn đầu heo em ơi. Thôi giờ ở khế đi cưng ơi. Ở khế đi, khế em đi từ hồi chiều giờ rồi. Giờ để xài. Em đến từ chiều giờ. Thôi, vậy hả? Không đẹp. Dạ. Đi kiếm khế anh. Vậy mình có ăn khế đi. Ở ăn khế đi anh ơi, giờ rồi đó. Có gà đó, gì đó gì. Vô. Vô. Rồi. Rồi. Thôi. Thôi. Chiều tốt. Không, ăn hết ổn. Ai? Bảo. Ừ, cuộc đó. Cháu đâu phải mãi được cái à. Anh đi. Mày quay qua đó mày để quay qua đây. Trời ông già của ông chồng. Để cái chỗ cái bệnh nó quay qua đây. Trời nó cũng tự. Rớt luôn rớt. Lấy thuốc cho gì bò. Bị nè. Thôi à, uống thuốc. Nó mới ăn. Em ăn nước nóng rồi kìa. Cà cam chú mình ấy luôn à. Cà thuốc cam chú gì ba? Cà thuốc cho bò ơi. Không cà thuốc nhớ để miếng đường vô nha. Tắm nhỏ uống được còn nghẹt nữa. Phải đừng bỏ đường bỏ đi vô. Vậy ra hồn không lại luôn nó bị hồn nó bị sốt. Nãy còn cái cục kẹo á. Đây. Kẹo. Thuốc rồi phải cho thêm kẹo. Kẹo nút đây rồi. Nghẹo nhỏ à. Ông có ghẻ tôi mới mua một cái gót đây. Nó dốc kìa. Bị ngay à. Chén nữa không? Chén nữa. Ừ, chén nữa đi. Cái ở trong nhà mình ăn hết luôn nè. Gần hết. Trong nhà mình giỏi quá nè. Còn có cục trong kia nữa xíu. Ăn miếng nữa nè. Trời no luôn. Ngày trời trời mình nhường anh húp rồi ăn miếng cháo với nhường luôn. Hai chén cháo luôn. Má heo nằm heo là anh ăn nó ngán mà thịt anh ăn nó ngán. Rõ rồi. Em cũng thích ăn nhiều. Cái mắm gì đi ăn hủ tiếu không đời nào cứ bỏ thịt. Chỉ cứ bỏ cục giò với miếng lòng rồi được. Rồi. Ăn thịt được.
Nhiều, kể nghe nhiều đi xuống dưới mua là mua má heo đồ này kia ăn ăn đậu đậu thì cho con xương cũng đồng ở đây còn xương ra rồi nhé ở đây ăn rồi hơn cái chỗ ngoài nó coi coi xương không đấy ăn rồi chưa chào cả nhà ha dạ chào cả nhà chào cả nhà ăn cả nhà giàu lít sáu.